Xin chào những người anh em thiện lành của bộ tộc Tán Chốc. Chúng ta thường quen thuộc với những bộ anime chuyển sinh một cuộc đời khác. Ví dụ như chuyển sinh làm slime, chuyển sinh để da thành màu xanh, chuyển sinh để cưỡi chó một sừng, chuyển sinh để được đặt tên cho mọi người. Nhưng sẽ ra sao nếu chuyển sinh mà vẫn thế? What the hell? Hôm nay, tôi với anh em sẽ cùng đi khám phá Sekai Saiko no Assassin Isekai Kizoku Netase Suru, hay gọi cho ngắn là sát thủ chuyển sinh thành sát thủ. Mở đầu câu chuyện, một ông chú sát thủ có hai sợi tóc loe ngoe trên đầu, nên tôi sẽ gọi là Mao Ga. Mao Ga được mọi người gọi là bậc thầy sát thủ, hoặc tự ông ấy nhận thế, đang thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của mình. Sau nhiệm vụ này, ông sẽ nghỉ hưu và tha hồ lên Facebook bóc phốt tổ chức. Không may, đã có chuyện gì đó xảy ra. Chiếc máy bay rung lắc như giường, anh chị em xung quanh kêu là thích thú, kêu là sợ hãi. Suốt vài chục năm hành nghề của mình, Mao Ga đã quá quen với những chuyện như thế này. Ông tốc biến tới khoang phi công và lập tức nhận ra chuyến bay này chính là chuyến nghỉ mát đến miền cực lạc mà tổ chức đã sắp xếp cho ông. Đúng ý anh muốn nghỉ hưu rồi còn gì? Mặc dù bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi biết lời hứa dành cho ông một suất đào tạo thế hệ trẻ sau khi nghỉ hưu chỉ là một cú lửa, Mao Ga vẫn vững tay lái, đánh võng qua trái, tạt lái qua phải như một dân tổ thứ thiệt. Đối với ông, lái máy bay cũng dễ như lái đàn bà vậy, và một sát thủ ưu tú thì giỏi cả hai việc đó. Nhưng vẫn bị thả một quả tên lửa AM-92 vào đầu rồi đai. Trong những giây phút cuối đời, Mao Ga hối hận vì sau bao nhiệm vụ gian nan và nguy hiểm, tổ chức vẫn không tin tưởng và trừ khử ông. Sự trung thành của ông bị chà đạp. Ông thề rằng nếu có thế giới bên kia, ông sẽ hoàn toàn sống vì bản thân mình, không làm công cụ của bất kỳ ai. Ông nói nếu có thể mang hết kỹ năng, kinh nghiệm và trí tuệ sang thế giới đó thì chắc chắn cái gì? Không ai biết ông chắc chắn cái gì, nhưng chắc chắn là ông không chết bình thường mà được chuyển sinh, thì tên chuyện nó rõ thế rồi còn gì nữa. Và tất nhiên, Mao Ga được lên thiên đàng nhưng bị mất hết quần áo, chỉ còn mỗi cái nịt cuốn bụng. Tại đây, ông gặp một bà nữ thần mà theo ông thì nói gì cũng không quan trọng, nhìn ngon là được. Bởi trong khi nữ thần chào hỏi giới thiệu Lady and Gentlemen, thiên đàng is welcome, thì ông mải nhìn trái ngó phải, cá độ với chính mình xem đây có phải mơ không. Hóa ra, nữ thần đã triệu hồi linh hồn của Mao Ga lên thiên đàng, và thay vì để ông đầu thai như bình thường thì cho ông thêm một sự lựa chọn nữa, đó là chuyển sinh sang một thế giới khác với tất cả ý thức và kinh nghiệm của kiếp này. Tất nhiên, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đồ bùi ăn cớt. Đổi lại theo yêu cầu của nữ thần, Mao Ga phải giết anh hùng của thế giới đó. Cụ thể thì thế giới đó như thế nào? Với tên gọi dị giới, một nơi mà sức mạnh nằm trong kiếm và ma pháp, nơi con người có khả năng hô phong hoán vũ, làm được những điều phi thường, chứ không phải là livestream đếm gạo, nơi mà những con quái vật bí ẩn còn lẩn khuất trong bóng đêm, chứ không phải trong một cái bụi nào đấy. Và thần linh đã lựa chọn một kẻ trở thành anh hùng. Và từ đó, ra đời một anh tên là Hùng. Đến đây, ông chú Mao Ga hỏi ngay, thế làm sao tôi phải giết cái thằng Hùng đấy? Vì nó cắm sừng tao. Bà nữ thần trả lời, đùa tí, anh Hùng được ban sức mạnh để cứu thế giới thoát khỏi sự cai trị của quỷ vương. Nhưng trẻ không chơi, già đổ đốn. 16 năm sau, anh Hùng tha hóa, làm cả thế giới rơi vào hỗn loạn. Biết trước điều này, nữ thần muốn mượn gió bẻ măng, mượn sát thủ xử anh Hùng. Nghe vậy, Mao Ga đứng phắt dậy, tưởng nói gì đó rất hay ho, mà thực ra là đúng thế. Ông hỏi rằng, liệu sau khi giết anh Hùng rồi, thì nữ thần có cử người khác đến trừ khử ông hay không? Đúng là người có kinh nghiệm bị dội tên lửa vào đầu có khác. Nữ thần tất nhiên bảo không, bảo có thì bố ông nào làm cho nữa. Dĩ nhiên, nhiệm vụ này sẽ chả dễ dàng gì. Anh Hùng thì mạnh vô địch, còn con người thì có giới hạn, trừ độ ngu ra. Vì khác biệt sức mạnh đó mà cách duy nhất tiêu diệt Hùng chính là ám sát hoặc là bắt nghe liên tục 20 lần bài ca Good Job. Ông chú Mao Ga cũng rất khôn, xin được buff sức mạnh level max và sinh ra ở một gia đình giàu. Thì có tài năng nào bằng tài năng đầu thai đúng chỗ đâu. Bà thần cũng rất hào phóng khi hứa cho ông vào nhà Tower Hades, một dòng họ giàu có 3 đời làm sát thủ, thêm một cơ thể đẹp trai khoai to và được chọn kỹ năng tùy ý.
Màu gà cực kỳ hứng thú, nhưng ông vẫn chưa đồng ý ngay, mà còn bảo, tôi hỏi thêm 4 câu nữa được không? Ok anh, hết một câu rồi nhá. Đầu tiên, Màu gà hỏi, nữ thần có thường xuyên can thiệp vào chuyện thế giới như vậy không? Bà thần trả lời là thỉnh thoảng, nhưng thỉnh thoảng tới 5 lần. Tiếp theo, giờ chuyển sinh đến thì ông chú đi xử lý luôn hùng được không? Thích vượt KPI à? Tất nhiên là không. Lý do là phải chờ thằng Hùng giải quyết ma vương đã. Câu thứ ba, Màu gà hỏi, ngoài ông ra thì bà thần còn triệu hồi ai nữa không? Với một suy nghĩ rất hợp lý là nếu ông từ chối chuyển sinh thì chẳng phải kế hoạch của bà sẽ đi tong hay sao? Bà thần bảo, nếu tuyển nhiều thì tao đã tổ chức cuộc thi như thách thức danh hài rồi. Lần này chỉ có mình Màu gà thôi. Cuối cùng, ông chú hỏi mục đích là giết anh Hùng hay cứu thế giới? Cái nào ưu tiên hơn? Và bằng một biểu cảm thảo mai như chị Nguyệt, nữ thần bảo, ông giỏi, cứu được thì cứu. Do câu trả lời úp mở lừa trẻ con như thế, Màu gà chắc chắn không đồng ý, hoặc có. Với mục tiêu sống cuộc đời mới theo ý mình, không vì bất kỳ ai nhưng vẫn phải làm nhiệm vụ nữ thần giao, Màu gà đã quyết định chuyển sinh đến dị giới cùng với món quà là 5 kỹ năng tự chọn. Thế giới có tổng cộng 123.851 kỹ năng và chia thành 5 cấp bậc khác nhau, S, A, B, C, D. Và đặc biệt, một người sở hữu cả 5 kỹ năng và các kỹ năng thuộc cấp bậc khác nhau là vô cùng hiếm. Sinh ra thì ai cũng thăm ngàn đến chết mà thôi, nên Màu gà đã pick ngay cho mình một bộ skill thăm ngàn đến chết. Thế khắc mẹ gì mọi người? Với kỹ năng bậc S siêu hồi phục, kỹ năng bậc A sáng tạo ma pháp, kỹ năng bậc B phá bỏ giới hạn, kỹ năng bậc C thể thuật và kỹ năng bậc D rất thú vị, nhưng là gì thì bà này không nói. Mặc dù bị nữ thần vừa nằm ưỡn ẹo, vừa cười vào mặt là chọn như lờ, nhưng Màu gà bảo là người thành công phải tìm cho mình một lối đi riêng, rằng siêu phục hồi sẽ giúp ông có được nguồn thể lực, ma lực, trí lực vô tận, lại còn chẳng lo bệnh tật hay thương tích gì, cộng với kỹ năng phá bỏ giới hạn và sáng tạo ma pháp để có thể chơi đồ riêng của mình. Không dừng tại đó, Màu gà tiếp tục chọn cả 4 nguyên tố, mặc dù nữ thần cảnh báo, tham vậy thì cày cuốc lâu lắm. Thế bố mày chọn bộ skill thăm ngàn làm éo gì? Rồi ok anh. Và thế, bà là cả già xí muội, Màu gà được chuyển sinh vào gia tộc sát thủ giàu có. Trong vòng tay và dưới bầu ngực của bà mẹ xinh như Ngọc Trinh và một ông bố để dâu kiểu cấp rưỡi Hitler được đặt tên là Roach, dù tên này nghĩa là thằng đều. Và thế là hành trình cây cấp của thằng đều từ level 0 đến top server bắt đầu. Liệu Màu gà có hoàn thành được nhiệm vụ ám sát anh Hùng hay sẽ còn phát hiện ra điều gì ở thế giới mới? Hãy tự đọc manga để biết nhé! Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế manga, anime hay light novel.